Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về được hai cây búa tạ của Nhật còn mới chưa sử dụng. Cây búa này thì nó có tổng chiều dài là 90 cm. Với cái đầu búa nặng 5,4 kg và cộng thêm cái cán búa nữa thì nó nặng 6 kg. Hàng còn mới chưa sử dụng. Hàng còn nguyên tem cho anh em. Với thiết kế đầu búa hình lục lăng, tròn hai mặt, phẳng hai mặt, còn mới chưa sử dụng. Dòng thép này thì nó cực kỳ tốt cho anh em chuyên dùng để đập phá bê tông rồi. Mình chỉ còn có hai cây nha anh em. Đó, cán gỗ còn mới luôn, chưa sử dụng này anh em. Mình muốn giao lưu với anh em một cây búa tổng cân nặng là 6 kg này với giá là 850.000, chưa bao gồm phí ship một con. Mình còn hai con. Anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966 42 5154 và 0355 734 853. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng vui lòng liên hệ và hai nick trên. Mình xin nhắc lại là cây búa này với tổng cân nặng là 6 kg, đầu búa là nặng 5,4 kg, hình lục lăng, với giá là 850.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.